Ôi, xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ tiến hành làm một món măng ngâm chua nha các bạn. Thì trước khi làm cái măng này thì hôm qua tôi đã lên rừng kiếm măng các bạn. Kiếm măng thì chiều hôm qua tôi đã bào qua rồi, còn thái từng sợi rồi và ngâm qua một đêm bằng nước lạnh nha các bạn. Ngâm qua một đêm thì sáng nay thì tiến hành rửa và để khô rồi. Thì đây là cái nước nóng tôi chuẩn bị các bạn. Chuẩn bị thì để mà ngâm ngâm măng thôi. Chúng ta trộn măng qua một cái nước nóng này. Để mục đích để măng nó ăn được ngon hơn thôi và nó đỡ hăng đi. Và chúng ta ăn được nhanh. Thời Covid này thì lương thực nó cũng khó khăn nên làm nhanh các bạn. Đó. Chúng ta ngâm khoảng để khoảng 10 phút nha các bạn. 10 phút. Kiểu giống như là mình trộn nó tái qua là được, khi mà chúng ta ăn thì nó không có bị hăng và nó dễ nhanh chua hơn nha bạn. Cái món này thì tôi cũng đã từng làm ăn rất là ngon. Thì nguyên liệu làm cái này thì nó đơn giản, muối ớt dễ thôi. Còn mà bạn nào mà có điều kiện nữa hoặc là khó hơn nữa thì lấy tỏi nữa hay đường gì đó cho vô cũng được, nhưng tùy sở thích của mỗi người ăn thôi. Tôi thì tôi làm như thế này. Chúng ta để khoảng 10 phút nha bạn. 10 phút. Rồi, ngâm để 10 phút nha bạn. Rồi được 10 phút rồi nhé các bạn. Được 10 phút rồi, nó bốc mùi hăng lắm. Mùi nó rất là hăng. Nó măng cũng đã dẻo dần rồi. Măng cứng như lúc đầu. Rồi, bước tiếp theo là tôi sẽ mang đi rửa nha các bạn. Rửa làm sao cho cái nước đục này nó mất đi, ngâm măng thì nó được đẹp hơn. Rồi xong rồi nha các bạn. Vừa rồi thì tôi đã tiến hành rửa rồi. Giờ tiếp theo là cho vô cái hũ các bạn nha. Cho vô cái hũ rồi. Cái hũ đâu. Măng này cũng có vẻ hơi ít. Khoảng tầm 1,5 kg 2 kg rồi. Mình cắt ớt vô thôi, cắt ớt mục đích thì nó cay cay, khó khe và nó có màu mè. Cho thêm tí muối vô. Qua còn một cục, không có hái nhiều lắm nhưng mà còn một mớ để luộc phơi. Cái này ăn này rất ngon các bạn. Cái này làm không hóa chất không gì luôn, cực ngon. Này thì làm để làm kỷ niệm thôi. Chứ thực chất cái món này thì ai ai cũng biết làm các bạn. Chứ không phải là mỗi mình tôi biết làm. Ai ai cũng biết làm. Covid ở nhà nên không có việc làm nên cũng buồn. Thôi thì mấy cái mình quay lên bạn mà xem được thì xem. Không xem được coi như cũng là một cái video mình làm kỷ niệm. Thời buổi Covid khó khăn. Khó khăn bộn bề luôn, tất cả các cấp các ngành đều khó khăn, đều cùng chung tay phòng chống Covid hết. Người dân cũng khó khăn. Tôi bỏ lớp muối vô thôi. Muối này tùy các bạn,
Bạn nào muốn ăn nhanh thì muối cho ít cũng được. Bạn nào muốn để lâu thì muối cho nhiều. Mục đích chúng ta bảo quản. Còn riêng măng này mà mình ngâm chua, mình để mà mình nấu canh chua hay nấu cái gì đó liên quan đến chua thì chúng ta không cần bỏ muối nữa, ngâm nước lạnh bình thường cũng được. Đó, nó cũng được. Rồi sau khi trộn đều xong các bạn, chúng ta cho xong rồi sau đó chúng ta trộn đều lên và chúng ta chế nước vô. Nước này chúng ta lấy nước lạnh bình thường thôi, chúng ta chế vô tùy theo cái số lượng măng của chúng ta nha. Chế xong mà đó được rồi. Như vậy là xong các bạn. Măng cũng hơi ít. Nếu chúng ta có cái đũa hay là cái cây tre thì chúng ta đè nó xuống thì cũng được. Nhưng bây giờ không có thì tôi lấy cái trời ơi, xui xui vậy. Cái chén không vừa bạn. Được nha. Cái chén nó không vừa nha bạn. Chén to quá nên tôi đã cắt cái chai không độ nha các bạn. Cái chai không độ tôi cắt từng lá nha. Đây, tiến hành nhét vô mà. Nhét tạo măng này thì ăn nhanh không mấy ngày nó ăn giờ. Đè xuống. Lành rồi bạn. Rồi, sau đó ta đậy nắp lại thôi. Măng này thì khoảng 2 ngày nữa là ăn được các bạn. Viên măng này 2 ngày nữa thôi. Xong các bạn, được một hũ măng. Rất là tuyệt vời. Lấy cái đó vứt ra luôn đi thằng ơi. Là cũng hơn tuần nữa các bạn nha. Đấy. Cái này là tỏi, ớt, đường. Thì nó có bột ngọt không? Không anh. Quên bột ngọt mất rồi. Rồi lấy lên trộn ăn thôi nha các bạn. Cái này thì ăn kèm với thịt luộc hay là gà rán, gà chiên gì ăn cho đỡ ngán. Rồi được rồi em, được được được. Ngon lắm các bạn. Mang đi ăn cơm đi nha bạn. Rồi trộn trộn lên thôi. Trộn đều lên. Rồi, xin chào các bạn nha. Đây là bữa cơm nha các bạn. Con ơi, xuống lên lấy giùm.